Hôm nay thứ bảy ở nhà mình căn ông ship ông để giao cho khách nha anh em. Giờ mà cái ổ hồi hôm qua mình đi nè, giờ mình căn thử cho anh em coi cái ổ này được nhiêu nha. Giờ mình căn nguyên vỏ trước đi ha. Cái vỏ hồi hôm qua mình đi nè. Wow, cái căn 5 kg mà cứng ngắc luôn anh em ơi. Căng 5 kg mà bây giờ là nó cứng kim mà không không nhúc nhích qua luôn nè, cứng ngắc luôn. Mình lấy cái ổ đó mình ra mình căng thử bao nhiêu nha, thì cái căng 5 kg căng không không đủ rồi. Wow, một cái ổ đó là một ký gần 1,4 ký. Ổ đó một gần 1,4 ký nha anh em. Ổ này là cả lít á, tại vì một ổ là khác nha anh em, còn nhiều tổ là khác. Kèo thì kèo nhỏ nhưng mà kèo này dí sáp thì giỏi lắm nha, chừng chừng nửa lạng à. Cái cô Văn là mặt nâu hả hả ai? Giờ mình lựa cho cái cô Văn nha, ở về Huế nha. Cô Văn lấy mặt ông non. Cái số điện thoại 0909717112 là của mình, nhưng mà bây giờ mình để cho chị ở nhà nghe điện thoại nha anh em. Tại vì mình đi ở trong rừng ngày nào mình cũng đi á. Mình không có lưu số anh em được, không có lưu địa chỉ được, cho mình để ở nhà để cho chị dễ lưu địa chỉ vô. Đây, cái này là lựa ổ non cho cô Văn ở đấy. Bây giờ mình đã vô thùng cho cô Văn, bây giờ cho anh Văn ở Nha Trang Khánh Hòa nha mọi người. À, hãy bỏ bỏ vô luôn. Mình căng là dắt cho anh em không nha mọi người. Rồi mình đã vô hai vỏ đầy cho anh ở dưới cao lãnh này nha mọi người. Anh lấy hai vỏ. Rồi hồi hôm qua mình đi mình bắt được con trăng, nhưng mà hôm qua mình không có quay video anh em. Con trăng mình bắt được nè. To lắm. 7-8 kg á mọi người. Mình lấy cái vỏ bắt ong của mình luôn, tại vì hôm qua mình đi mình không có quay video lại á. Mình không có đem máy quay theo. Mình sáng vô mình bắt được
hai hai tổ, hai tổ chỉ mày bắt được con chăn này luôn. Mình lấy cái vỏ đựng ong của mình đựng chăn luôn. Đây căn ong cho anh ở dưới Đồng Tháp nha mọi người. Tám ký chín một vỏ. Tám ký hai một vỏ là hai vỏ của anh ở dưới Đồng Tháp. À, cái ổ này là 1,4 kg hồi sáng nè mọi người. Đặng lên đây. Đây là anh ở dưới Cao Lãnh Đồng Tháp. Hai hai anh chạy từ 4 giờ sáng bây giờ 1 2 giờ mới chạy lên tới đây. À, anh lên lấy mặt ông nè mọi người. À, anh lên lấy, anh lấy hai giỏ, anh đặt mình hai giỏ nha. Rồi. Anh đặt mình ba giỏ nhưng mà gom lại bây giờ còn có hai giỏ mọi người. Con trăng hay gì đi bắt à? Dạ, bắt hay bắt hôm qua đó. Ồ, hay à. Ở đây mình đã đóng vô giỏ cột bịch cho hai anh xong rồi. Quay số xe luôn hả? À. À 66 Đồng Tháp nha mọi người. Mới lên tới thời luôn. Đi lúc 4 giờ sáng. Chở lên lên để chở hai vỏ ong gì á đi mấy trăm cây số. Dạ. Rồi hẹn anh dịp khác gặp lại. Chèo qua đây luôn nè, không qua đây nè, để bước lên đây nè. Vô trong bước lên. Vô trong này nè. Đó nè, để vô đón hồi tôi bước lên, tôi mong đè lên cái cây luôn. Đó. À. Rồi. Đấy, còn ngay xích cái cây này ra đây, trời ơi cái đít đó. À đó, xích lên trước đó. Rồi cứu hết nha. Dạ. Rồi chào anh. Dạ. Đồ này cao tôi biết rồi. Rồi rồi em chạy theo em chỉ cho. Rồi, dạ.